vicino. Được biết tới với danh hiệu mỹ nhân phàm ăn, cô gái trẻ ngã da, tên thường gọi Epi, đến từ Đài Loan, Trung Quốc, hiện là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội với khả năng ăn nhiều đến kinh ngạc. Mặc dù sở hữu cân nặng khá khiêm tốn, chỉ 41kg và cao chưa đầy 1m6. Lần đầu nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn, mỏng manh của ngã da, đa số đều cho rằng cô là người khá khả năng hoặc đang trong một chương trình giảm cân nào đó. Thế nhưng, ẩn sau ngoại hình nhỏ bé đó lại là một cô gái với khả năng ăn uống phi thường mà đến những người phàm ăn nhất cũng phải chào thua. Tham gia cuộc thi Ăn Nhanh Ăn Khỏe do một nhà hàng địa phương tổ chức vào giữa năm nay, ngã da đã khiến tất cả những người chứng kiến sững sờ khi đánh bay đĩa bít tết có trọng lượng 1,2kg chỉ trong vòng 30 phút. 6 tháng sau đó, nữ hoàng ăn uống tiếp tục tự phá vỡ kỷ lục của chính mình bằng việc ăn hết bữa trưa khổng lồ, bao gồm 2,7kg thịt bò trong vòng 80 phút. Video ghi lại phần thử thách của ngã da ngay lập tức thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận trên các trang mạng xã hội. Trong khi các đấng mày râu tỏ ra ngưỡng mộ với chiếc dạ dày không đáy của ngã da, thì nhiều chị em khác lại thấy ghen tị với khả năng ăn hoài khôn béo của cô gái trẻ. Không thể tin được, làm sao cô ấy có thể cho được từng đó thức ăn vào bụng mà không hề phát phì chút nào vậy? Suất ăn đó đủ cho 5-6 người ăn, thật lợi hại, là những bình luận của người dùng Weibo thể hiện sự ngạc nhiên về khả năng phi thường của ngã da. Robin Hood, tên cướp trượng nghĩa. Câu chuyện về Robin Hood, chuyên cướp của người giàu và đem chia cho dân nghèo, là một trong những huyền thoại được lòng không chỉ độc giả văn chương mà còn cả khán giả phim ảnh nữa. Đến nỗi nhiều người tin rằng nhân vật này được tạo nên từ một hình mẫu một vị anh hùng ngoài đời. Đa phần chúng ta đều cho rằng kẻ cắp và anh hùng không bao giờ cùng là một. Thế nên những gì trái tự nhiên đều có sức hút khó cưỡng, nên hình mẫu Robin Hood vẫn còn rất nổi tiếng cho đến tận ngày nay. Edna Kelly, số phận bi thảm khi người con gái biết yêu. Abdul Halim Sara, một tác giả người Ấn, đã sáng tác nên siêu phẩm Edna Kelly sống mãi trong lòng dân Pakistan và dân Ấn Độ từ thời điểm ra mắt kéo dài đến tận xã hội hiện đại bây giờ. Bi kịch tình yêu không cùng giai cấp giữa nữ nô Akanali với hoàng tử Mughal Salim kết thúc với cái chết bị chôn sống của cô gái nô lệ. Dù có nhiều lời đồn đoán, câu chuyện về Edna Kelly có thật hay không, huyền thoại hy sinh vì tình đã kéo hàng trăm nghìn du khách đến thành phố Lahore của Pakistan mỗi năm để ghé thăm lăng mộ của cô gái này. Ngoài ra, bộ phim kể về Edna Kelly công chiếu năm 1960 là một trong những bom tấn kinh điển của Bollywood, mãi chưa có tác phẩm hài khủng nào vượt qua được. Homer, nhà thơ vĩ đại nhất thời cổ đại. Homer là tác giả Hy Lạp nổi tiếng với hai bộ sử thi Iliad và Odyssey. Thậm chí, ta dễ dàng tìm ra trang mạng xã hội chính thức lẫn trang web riêng mang tên ông. Tuy nhiên, không một nhà lịch sử nào biết chính xác ngày sinh tháng đẻ lẫn nơi sống của Homer, ngoại trừ mấy thông tin phổ biến như ông là một nhà văn mù đến từ Ionia. Hầu như mọi thứ khác về Homer đều bị đem ra biện luận, đến độ người ta nghi ngờ, tự hỏi liệu Homer có tồn tại hay không. Đau não hơn, ngay cả khi mốc thời gian Homer sống vào cuối thế kỷ thứ 7 đến đầu thế kỷ thứ 8 là đúng, tác phẩm Iliad và Odyssey dường như có sự khác biệt quá lớn. Liệu một cây bút có thể đạt được mức độ tiến bộ vượt bậc chỉ trong khoảng thời gian ấy chăng? William Tell, tiểu lý bắn tên tại trời Âu. Người dân Thụy Sĩ rất tự hào về hình tượng William Tell, người anh hùng dân gian chiếm giữ vị trí đặc biệt ở trái tim châu Âu. Và ngày 18 tháng 11 hàng năm được chọn làm ngày lễ tôn vinh chuyên gia thiện xạ ấy. William Tell được cho rằng sống trong thế kỷ thứ 14 và nổi tiếng với hành động bắn rụng quả táo đặt trên đầu con trai của mình, ám sát thành công một quan chức bạo ngược và đạp đổ chính quyền áp bức thời điểm đó. Cần lưu ý những hành động kiểu như vậy
thường dễ dàng tìm thấy trong nhiều huyền thoại phương Tây, bao gồm cả thần thoại Na Uy. Chính sự quen thuộc đấy khiến giới học giả đặt câu hỏi về tính minh bạch của William Tell. Hơn nữa, mọi thứ liên quan đến William Tell đều là những thước phim tái hiện thay vì văn bản lịch sử, nên rất không chắc rằng anh ấy là một hình ảnh huyền hoặc hay con người thực sự. Betty Rocker, nàng thơ. Betty Rocker là mẫu phụ nữ gia đình được quảng cáo bởi công ty Washburn Crosby trong các chiến lược tiếp thị một số thực phẩm và công thức nấu ăn. Cái phác thảo khuôn mặt của cô gái mặc áo đỏ, miệng không mắng mỏ và cặp mắt tràn đầy tình thương đều na ná nhau vì mang những đường nét đặc trưng của ngôi sao truyền hình Adelaide Holly Cumming, biểu tượng đẹp của văn hóa Mỹ. Dẫu chỉ là nhân vật hư cấu mang tên gọi Betty phổ biến với họ Crocker, được hội đồng quản trị chọn ngẫu nhiên từ một trong những giám đốc công ty, cô vẫn được đối xử như thể người sống có máu thịt và thậm chí còn có chữ ký của riêng mình. Trong năm 1945, tạp chí Fortune cho biết Betty Rocker là người phụ nữ được biết đến nhiều thứ hai ở Mỹ, chỉ xếp sau đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt. Carolyn King, chân nhân không lộ tướng. Loạt truyện Nancy Reel là series kinh điển dành cho thiếu nhi được xuất bản tại Mỹ dưới bút danh Carolyn King. Ước tính hơn 200 triệu bản, Nancy Reel đã bán ra với 17 thứ ngôn ngữ và Carolyn King còn được mời tham gia Hiệp hội tác giả Mỹ. Trên thực tế, hàng nghìn độc giả đã sốc khi biết rằng nhân vật nổi tiếng Carolyn King chưa bao giờ thực sự tồn tại. Những câu chuyện về nữ thám tử Nancy Reel dựa trên ý tưởng chính của Edward Stratemeyer và được chấp bút bởi hàng loạt nhà văn chịu ký hợp đồng bí mật với hãng phát hành Stratemeyer Syndicate. Jack Dawson, chàng Jack vô danh ngoài đời thật. Vào năm 1997, tại thời điểm kịch bản khởi quay bộ phim Titanic, đạo diễn James Cameron cho biết rõ ràng là Jack Dawson là người không có thật. Chàng Jack hào hoa phong nhã chỉ là hình tượng màn bạc đánh vào trái tim thiếu nữ thôi. Nhưng nhiều năm trôi qua, người ta tìm thấy ngôi mộ với tấm bia khắc dòng chữ Jack Dawson đã chết trên tàu Titanic. Câu hỏi đặt ra là liệu Jack chưa bao giờ thực sự tồn tại hay Jack Dawson vốn có liên quan ít nhiều? Bạn có thấy chữ Jack đáng để suy ngẫm không? William Shakespeare. Các nhà sử học đã cực kỳ bối rối trước thực tế rằng các kiểu chữ viết trong 6 chữ ký của William Shakespeare còn lưu giữ đến hiện tại, không hề nhất quán. Làm thế nào mà tác giả được hoan nghênh nhất trong lịch sử văn chương thời đó lại không biết cách đánh vần tên mình? Đồng thời, do thiếu hồ sơ giáo dục, người ta nghi rằng vốn từ vựng của William Shakespeare có thể xấp xỉ con số 66.534 từ. Một số nhà sử học đồng ý rằng William Shakespeare có thật, số khác lại cảm thấy Shakespeare chỉ là một bút danh của nhiều tác giả. Đây chắc chắn là một gây tranh cãi nhất trong danh sách những nhân vật nổi tiếng không có thật ngoài đời. Tôn Tử, nhà binh pháp lỗi lạc không có thật trên đời. Chiến lược gia có ảnh hưởng to lớn đối với nền quân sự của Trung Hoa cổ đại và cả cư dân hiện đại bởi di sản binh thư phong phú hơn hầu hết những nhân vật quân sư nổi tiếng khác. Tôn Tử ghi dấu ấn khắp tứ hải bát hoang với cuốn sách chiến thuật quân sự thế kỷ thứ 5, dịch ra tên tiếng Anh là The After War. Nhưng nghịch lý là trong khi tác phẩm vẫn chiếm giữ vị trí như một bộ kinh thánh cho quân đội, tác giả Tôn Tử lại đã bị nghi ngờ. Bởi hậu thế phân tích rằng, câu chữ, các bày binh bố trận và một số chiến lược khác được đề cập trong cuốn sách vốn không hề tồn tại vào thời Tùy, cột mốc của cuộc đời Tôn Tử. Thậm chí, thí dụ minh họa còn nêu bật một số nhân vật nổi bật vào thời Trung Quốc cổ đại. Nhận định binh pháp Tôn Tử là tác phẩm của nhiều tác giả và nhà chiến lược quân sự Trung Quốc vẫn đang bị bỏ ngỏ. Franklin W. Dyson, kẻ ai cũng biết là ai và không bao giờ có trên đời. Trước khi Scooby-Doo và đội nhóm của chú ta ra mặt giải quyết những bí ẩn,
các nhân vật hư cấu như Frank và Joe Hardy đã khiến độc giả sửng sốt. Người hâm mộ muốn nhiều hơn nữa các tác phẩm từ tác giả Franklin W. Dixon. Tuy nhiên, vị tác giả này cũng lại là một nhân vật bịa đặt của nhà xuất bản Edward Stratemeyer trong trường hợp thứ 8 vừa kể ở phía trên. Tập đoàn lừa dối này tiếp tục thuê một số nhà văn ký hợp đồng bí mật để tạo ra hàng loạt cuộc phiêu lưu kỳ thú của hai anh em. Bạn đã nghe đến tên của những nhân vật nào trên đây chưa? Nếu chưa thì hãy chịu khó lên thư viện để tìm đọc nhé, cũng thú vị lắm đấy. Tuy không có thật, một số trường hợp vẫn còn là dấu chấm hỏi lớn, nhưng họ cũng đã góp một phần tạo nên nền văn hóa đa dạng cho thế giới. Goodbye, bye bye, please pray for me. I was the black sheep.